Chào mừng bạn đến với kênh CGT Vlog nha. Mình đi quán cá coi thôi. Cá coi ăn. Cá coi nè. Cá cáo rồi. Đó, cho cá coi ăn. Hình cảnh xung quanh quán cà phê. Nguyên gia đình đi uống phê. Rồi, lắc từ từ thôi, chạy lên nha. Rồi, con thò lại xuống đi. Xúc xích ăn trên, có xúc xích ăn trên. Cá coi. Ô, xin cho cá đây. Xin cho cá ăn đây. Cho cá ăn con. Xin cho cá coi ăn kìa. Để quay xung quanh hồ cá. Quanh hồ cá. Mình gia đình mình đi uống cà phê cá coi. Này là ít cá. Quay sát xuống nó mới đẹp. Ừ. Quay sát lưng đúng thì hỏi chứ được rồi. Cá nó đâu có chạy. Quá trời cá luôn rồi. Một cá trở thành hơn nè. Một chừng. Thò tay xuống đi. Thò tay xuống tay bắt cá đi.
13 hả? 13 nè. Quanh là người ta uống cà phê. Công nghệ của mình á là chỉ là mình kết thúc video tại đây. Như bạn nhớ hay hình like cho kênh Chia Sẻ Vlog.